Đó, hôm nay buổi chiều của ngày 27 Tết các bạn. Đó, thì ở đây mình ghé nhà em rể mình. Đó là nhà em rể mình đang dọn nhà dọn cửa để ăn Tết. Đó thì thằng con nó bự chọc má luôn, bự hơn nó luôn rồi. Thằng thằng em rể mình nó có chút xíu có 45 kg à. Thằng con nó bây giờ cao lớn khỏe mạnh bự rồi. Nó thì hôm nay mình ghé nhà em rể mình để coi trang hoàng nhà cửa làm sao. Nó thì cũng giống cái đam mê của mình là phái cây kiểng hoa lá các bạn. Nó thì bông mai cũng đã trổ lẹt xẹt rồi nè. Nó đang làm đủ thứ công việc tất bật để đón sừng đón Tết các bạn. Đó. Thì cháu mình thì nó dọn nhà thì ít mà dọc thì nhiều. Đó, nhưng mà kế bên có một cô bé vàng rất là dễ thương. Đó thì sau bao nhiêu tháng thì bé vàng cô bé vàng vẫn nhớ mình. Đó, cô bé vàng hồi đó mình cứu nó một trận thập tử nhất sinh các bạn. Đó. Cô bé vàng rất là cưng. Nó thì ở đó mình cứu nó một trận đã thử kinh tưởng đâu mà đi luôn theo ông bà là chứ. Đó nhà bông mai vàng nở rộ rồi. Ra làm sao nhà em gái mình ở đây các bạn. Nó thì cũng nè em út mình rồi các bạn, nó cũng bị béo phì giống mình rồi. Nó cái này nồi vậy đang lột đang kho tàu kho tàu các bạn đó. Đây, một lát luộc cho nó chín xong rồi đổ nước này ra, xong cái mình chặt dừa mình bỏ vô ngon lành. Đây còn cô Bảy mình là chị của ba mình rồi các bạn. Đó, cô Bảy mình bị bị té một lần, bị hư cái bánh chè rồi, giờ chỉ có ngồi với dùng gậy đi không à. Đó thì Tết nhất thì chuẩn bị hột vịt luộc rồi nè. hộp vịt kho tàu Đó, luộc xong cái kho tàu. Kho tàu là dặn nói nôm na thôi chứ là thịt kho hột vịt các bạn. Đó. rẻ quá. Rồi nhà cũng em gái mình cũng chuẩn bị rau cải các loại nè. Thì Tết nhất mà. Gom đủ thứ luôn nè. Thì cái này chuẩn bị chưng Tết nè. Đó. Rồi em gái mình vớt ra nè. Đi đâu mà đi làm đâu mà cái tóc đẹp vậy? Luộc thịt cho nó chín 50-50% các bạn, rồi xong cái vô ướp lại rồi mới kho tàu phải không nhỏ. Đúng rồi. Còn cháu mình cháu gái nhỏ xíu xíu đang coi điện thoại đó. Cái ngôi nhà hạnh phúc nho nhỏ của em mình nè các bạn đó. Nó cũng phải trồng cây đồ, nói chung là đơn giản lắm các bạn, không có cái gì nổi bật hết. Đáng lý cô Bảy ở với mình các bạn, nhưng mà mình yếu quá, kinh tế yếu quá nên là em gái mình chở lên nuôi cô Bảy luôn. Nó thì nấu kho tàu vậy nè. Trời ơi, đã không. Nấu cho dưới ăn luôn hay gì nhỏ, nấu quá trời vậy. Đúng rồi, kho luôn cho mẹ. Ủa rồi mẹ không có nấu hả? Mẹ không có thời gian làm, ba đi chợ. Vậy thôi. Thật là 10 kg cho tao. Bữa nay mắc rồi phải không? Bữa nay 200 mấy ký hả? Cô bé vàng các bạn. Cô bé vàng đây, cô bé vàng cưng đó. Cô bé vàng là được đi tung tăng ở vòng đằng trong đằng ngoài.
Rồi kế bên là có con sông dài. Rồi đây là những chú gà rất là dễ cưng ở cúng mùng 3. Đó, giờ đổ ra bỏ. Đó xong cái bây giờ xào thịt lại cái nấu nước dừa. Ừ, thì bây giờ mình lên đằng trước các bạn. Ừ. Ở bên kia nhà chú Út cũng đang tất bật làm công việc cuối năm. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ quay những cái cảnh vườn tược, bông mai rồi nè các bạn. Nó đẹp chưa? Nhà em rể mình trồng đủ thứ luôn, giống mình đi trang nữa các bạn. Mà tại bông hôm nay chở chỗ sớm, mưa qua 2-3 cơn mưa lớn quá nên chỗ sớm các bạn. Quay cho các bạn thấy mùa xuân đã tới rồi. Đó, còn mấy cái rác cũ, năm cũ đốt hết. Ủa, đốt về hả? Rồi rồi, ổng có đi gì theo không? Rồi ơi, tưởng đâu đi chơi xa. Ừ. Cây này mà nếu mà dưỡng lên là cây này đẹp nè. Ừ. Rồi cây này để anh Tính chơi được không? Không. Có, em có một cây hả? Đó, em rể mình các bạn. Em rể mình đeo khẩu trang, móc mắt cười, đeo cái miệng mà khẩu là miệng các bạn. Đeo khẩu trang nó nghe nói là cái từ khẩu là miệng là đeo khẩu trang thôi, còn không có đem lỗ mũi. Rồi còn cây này khô queo luôn vậy. Trời ơi, bỏ bê tối ngày. Rồi còn Chí, còn Chí nó trèo nó nằm ở trên cái sân chứ nó có phụ cha đâu. Đứng dậy lấy cái lấy nó được rồi. Ừ, làm lẹ phụ con, tối rồi con. Đó. Nhà em rể mình có mấy cây mai đẹp chưa? Cao, đẹp, ngon lành. Mà có mấy bông à. Đó, có cây mai bên đây là bông nhiều nè. Có cây mai bông đẹp nè. Đó. Cây mai bông đẹp nè, đó. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Đó, thì ghé nhà em Út mình chơi dịp cuối năm. Đó, thì để thăm hỏi rồi chui chơi một chút rồi về. Đó, thì mình làm việc khoảng 1-2 ngày nữa là mình nghỉ luôn các bạn. Mình chuyển qua mình làm kiển rồi nên cũng xin dừng video tại đây. Chúc các bạn có một mùa xuân vui vẻ. Xin chào. Đó thì nhà em rể mình cũng tất bật công việc nè. Đó thì đủ thứ công chuyện luôn. Đó, có chú đốm nhà hàng xóm đi qua chơi luôn nè, đó. Chú Vàng thì dễ thương nè, đó. Thôi xin chào và hẹn lại các bạn. Chúc các bạn có một mùa xuân vui vẻ. Thì các bạn xem nhớ chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Và các bạn xem nhớ đăng ký để cho cái kênh của mình phát triển cốt là để chăm lo cho đàn cún có chỗ ăn chỗ mặc và có một cái mám thật là tốt. Ok, xin chào các bạn, xin chào.